Hello mọi người Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái trận đấu ở vòng loại của Samsung Cup năm nay diễn ra vào ngày 30 tháng 8 vừa rồi Ai mà chiến thắng trận này sẽ trở thành một trong 32 người tham gia vòng chung kết của cấp Samsung Quân uhm, trắng thì là Lee Chang Ho Chắc các bạn cũng rất là quen thuộc với cái tên này rồi Tuy năm nay Lee Chang Ho cũng đã 47 tuổi rồi nhưng vẫn chơi cờ khá thường xuyên trong các giải đấu ở Hàn Quốc và quốc tế Đối diện thì quân uh, đen là Kim Sung Chung là người thành lập cái viện cờ V3 họ đã đào tạo ra khá là nhiều kỳ thủ mạnh và kể cả kỳ thủ chuyên nghiệp cho châu âu rồi bây giờ chúng ta cùng nghiên cứu trận đấu ha các bạn có thể thấy là hai bên khai cuộc với bốn quân sao và với cái cách chơi cờ bay hiện đại thì thông thường chúng ta sẽ thấy cái nước vào tam tam tuy nhiên cái trận đấu này nó khá là gợi nhớ cho mình cái thời kỳ trước khi có ai tại vì không có một cái nước nhảy tam tam nào xảy ra trong cái trận đấu này cả cụ thể là đen nó sẽ tiếp cận quân trắng ở phía ngoài thôi ừ, và tiếp cận ở phía trên À, với cái cách chơi này thì quân trắng nó chắc chắn đất gốc còn đen thì nó sẽ có khả năng tạo mua vô về sau sau đó thì quân đen mới quay lại bảo vệ cái vùng đất của mình đây là cách chơi khá là hiện đại thông thường thì quân đen sẽ có xu hướng là bảo vệ cái quân của mình sau khi mình đã áp sát quân trắng trắng thì cũng không có vội vàng tấn công mà trắng hỏi trước ở o mười bảy nếu quân đen kẹp để tấn công hoặc là kẹp xa như vậy đi thì kế hoạch của trắng thì gần như là sẽ vô vào tâm tam và sau đó thì quân đen có thể chơi cái định thức như vậy để chiếm cái vùng biên bên trên tuy nhiên cái hình cờ của đen này nó còn khá là lỏng lẻo và quân trắng có thể vô phá lần sau Bằng quân trắng chỉ cần lấy góc thôi và nhắm tới cái chuyện là thu quan nên đen sẽ không có chơi cái nước kẹp mặc dù nó nhìn có vẻ là hợp lý và đen bảo vệ phía mình thôi và sau cái nước khỏi O17 rồi thì trắng bắt đầu tấn công cái quân F17 đang lẻ loi ở đây bằng nước đá cái nước đá này thường xuyên sử dụng khi chúng ta muốn tấn công và làm cho quân đối phương nó nặng thì sau đó quân đen thường nó sẽ đi lên là F16 và bây giờ trắng kẹp ở K17 là một nước phù hợp ở đây quân đen nó nên chạy lên phía trung tâm đen trong trận nhảy ở F13 là nước phù hợp cái với cái nước F13 này nếu mà quân trắng nó chỉ bảo vệ đơn thuần ở phía bên trên thôi á, thì đen sẽ có kế hoạch là điểm vào tam tam để gây khó chịu cho quân trắng và sau khi quân trắng ví dụ như chi cắt đi đen cắt ngược lại thì trắng sẽ không thể bắt quân hai này do có cái sự hiện diện của F13 nên ở đây cái nước phù hợp cho quân trắng để bảo vệ đó là nối lại f 13 ba ừ. và bây giờ thì đen có thể chơi một cách an toàn bằng cách là ví dụ như mở ra ở đây thôi làm cho cái đám của mình nó ổn định và sau khi trắng nó phòng thủ thì đen có thể chơi ở chỗ khác trên bàn cờ tuy nhiên trong trận đen cũng muốn chiến đấu phức tạp một chút nên đen chủ động nhảy vào chỉ cắt hai quân trắng ở đây trắng có thể nhảy lên đây là một cái nước phù hợp tuy nhiên trong trận thì mình khá là thích cái nước của li chang hồ đó là lấy luôn cái căn cứ của đám đen nếu bây giờ đen nó quay lại nó tấn công cái quân trắng ông 17 đây nè thì cái quân này chưa có hoàn toàn là chết về sau trắng có thể vô phải cái tam tam thì đen cũng rất là khó chịu và bây giờ trắng sẽ phản công với quân đen này bằng cách là nhảy lên ở cái điểm h 14 đây là một cái điểm rất là mấu chốt và khiến cho cái hình cờ của đen này khá là vất vả tại vì nếu đen không đi thì tất nhiên trắng có thể chia cắt rất là đẹp với cái phụ trợ của đường D 13 nhưng nếu đen nó muốn nối với nhau thì nối thế nào đây nó nối như vậy thì cũng rất là kỳ mà nếu đá vào quân trắng hai này thì trắng sẽ nhảy lên ở h 13 nên cái hình cờ này của đen gần như là không thể để cho trắng nó tấn công vào điểm h 14 nên đen có thể mở ra ở một vài điểm ở giữa đây có thể đến chi 15 cũng được nhưng cái hình cờ này sẽ bị trắng chia cắt nên đen chơi nước hiền ở h 14 thôi nước đen này có vẻ như là mời gọi quân trắng cắt thẳng vào điểm G15. Thì uh, mình nghĩ là đen cũng có kế hoạch rồi. Uh, nên uh, sau đó đen điểm ở C16. Tuy nhiên thì mình nghĩ là đen đánh H16 thì phù hợp hơn. Với nước chia cắt như vậy, nếu mà trắng nó cố nó cắt ngược lại thì cái hình cờ của đen ở đây mình nghĩ là khá là dễ xử lý. Còn uh, kế hoạch của trắng có thể là bẻ lên cho ăn 16 sau khi đen nối lại. Trắng đi ngang là đen đỡ, trắng nối thì các bạn có thể thấy là cái trắng lấy được hết cái vùng góc luôn là một cái vùng rất là lớn nhưng đen có thể vào đây hỏi trước một nước ờ, à, trắng có thể bắt thì về sau đen bắt ngược lại về khí những quân trắng này nên đen bây giờ có thể đi ra K15 và làm một cái bức tường để xây dựng cái môi vô thì cái trận đấu này cũng khá là cân bằng trong trận đen điểm ở chai 16 và tất nhiên là quân trắng sẽ không nặng nề nối lại vì sau đó đen vẫn có thể cắt và bây giờ trắng thì rất là xấu luôn nên tất nhiên là quân trắng sẽ đi lên h16 và đen đâm xuống trắng đỡ đen chia cắt để tìm cái điểm yếu của quân trắng để khai thác thì trắng cũng đã đọc cờ khá là chuẩn rồi nên trắng cứ vui vẻ ăn thôi và sau đó thì đen bắt chẳng nếu trắng ăn đen bắt tiếp thì cái hình cờ ở đây trắng nó không có đẹp và bây giờ đen có thể ví dụ như thí quân ở đây luôn và xây cho mình một cái bức tường thì chẳng thất bại nên trắng đương nhiên là phải nối ở l17 đen đi ra thì nếu mà trắng sợ là cái điểm yếu ở đây, trắng quay về trắng bảo vệ thì cũng tương tự trắng sẽ bị quân đen ép như vậy và cái hình trắng nó không có vui tí nào nên trắng phải chơi chủ động, rồi trắng phải cắt ngược lại quân đen sau đó đen mới cắt trắng ăn đen đi ra thì những cái quân trắng này nó muốn tăng khí cho nó thì cái nước hợp lý là H15 ở đây đen chỉ nên đi ra thôi để dành cái a chi cho quân đen về sau nếu mà quân đen cần thì có thể bắt ngược lên rồi sau đó nối ra hoặc là về sau nếu mà quân đen nó đánh là hướng này đi thì quân đen này nó vẫn còn nhẹ nhàng hơn tuy nhiên trong trận đen bắt nước này là một cái nước nhìn thì có vẻ hợp lý nhưng mà lấy một trao đổi khá là xấu cho quân đen sau khi trắng đi ra thì đen lùi lại và cái tình hình bây giờ là mấy quân trắng này nó cần liên kết về với đám trắng bên trái chứ nó không chết đám này thì gần như là trắng thua luôn nhưng nếu mà trắng chỉ đi ra đơn thuần thôi đen tiếp tục đi ra trắng đỡ đen bắt và sau đó thì uh, có một cái sự trao đổi ở đây trắng ăn được uh, biên trái còn đen thì sống được cái góc và bây giờ đen đè ở n15 thì tới đây thì mình nghĩ là đen sẽ khá là thành công nên cái nước nối về ở một này uh, không có hợp lý lắm ở đây thì đương nhiên là lê trang ho hoàn toàn có thể thấy được cái nước Savaki hợp lý đó là nhảy ra ở g13 lúc này nó sẽ khiến cho hình quân đen nó có điểm yếu và sau khi đen nó cố đâm ra như vậy thì trắng cắt và trắng bây giờ sẽ không cần nối ở cái điểm E15 này nữa và thay vì vậy trắng có khả năng tiến ra ngoài trung tâm luôn thì như vậy tốt hơn là chỉ đi ra thông thường thôi nên đen phải gây sự tấn công, công và sau khi trắng đi xuống thì đen chơi một cái nước nghĩ là Lucimo mu trận này đó là đen ăn luôn cái quân ở trung tâm để quyết tâm là lấy môi vô tuy nhiên trắng đi xuống và ăn cái đám đen này thì bây giờ nó trở thành một cái vùng đất khá là lớn đặc biệt là khi mà trắng nó vẫn còn một cái đường tiến ra ở đây nên đen phải tiếp tục đi cái nước n15 này để bảo vệ và như vậy các bạn có thể thấy là đen thì xây cho mình một cái bức tường không phải là quá mạnh còn trắng thì có một cái vùng đất cực kỳ lớn rồi nên ở đây thì quân trắng đang dẫn khá là nhiều thay vì ăn quân trắng này thì đen nên bảo vệ sống cái góc ở đây thôi và sau khi trắng đi ra thì trận chiến nó vẫn sẽ tiếp diễn quay lại trận đấu sau khi đen chặn như vậy thì cái tường đen tuy nó không có hoàn hảo nhưng mà cũng đã khó để mà tường trắng tiến ra rồi nên trắng mới bắt đèn nối và sau đó thì quân trắng phá cái vùng mua vô của đen bằng nước đèn ở quý 7 nếu quân đen chỉ lót về bảo vệ đất ở biên phải thôi thì trắng có thể nhảy ra đèn chìa cắt thì quân trắng có thể tạo hình sabaki một cách nhẹ nhàng như vậy thì quân đen cũng khó mà có thể tiến hành lấy cái vùng đất như mình mong muốn vì vậy quân đen chơi cái nước tấn công phù hợp đó là ở Q9 à, Nước này thách thức là quân trắng đâm xuống để quân đen đi lên Thì quân trắng đi lên thì các bạn có thể thấy là Bây giờ cái đám trắng này nó khá là nặng nề, nó không có linh hoạt cho lắm Nên trắng không đâm xuống mà chấm đi ngang ra Sau đó thì đen mới lùi về Trắng biết là mình đang dẫn trước khá là nhiều Nên trắng chỉ cần an toàn cho đây đám trắng này thôi Nên trắng mới đè ở P4 Sau khi đen đi ra, trắng đi ra, đen đi ra thì cái nước phù hợp cho trắng tất nhiên là đi ra ở N4 rồi. Tuy nhiên các bạn có thể thấy là đen có thể gây khó chịu cho đám trắng, bằng cách là để điểm ở O6. Và nếu trắng muốn nối hai đám trắng này với nhau thì nước E5 là nước chắc chắn là phải đi. Tuy nhiên các bạn có thể thấy là cái hình trắng khá là xấu. Cho nên khi mà quân đen nó tấn công như vậy thì trắng không nhất thiết phải nối mà trắng có thể cắt ngược lại luôn để tấn công đen và sẽ xử lý linh hoạt hơn. Trong trận thì trắng muốn trận đấu nó đơn giản hơn Trắng mới thủ cái điểm hình đẹp này Vừa không cho quân đen tấn công mà vừa tạo cho cái hình mình rất là nhiều mắt luôn Nên đen bẻ là một cái nước rất cần phải đi Sau đó thì trắng vẫn tiếp tục uh, xây dựng cho mình Cái khăn, uh, không gian để tạo mắt Nên trắng mới đi về chính Đen bẻ đang đi lên Đen đi lên Thì trắng nên đi lên tiếp là đủ rồi chẳng nên từ tốn thôi nhưng mà có vẻ tới cái thời điểm này thì quân chẳng thấy là mình từ tốn như vậy là quá đủ rồi mình đã xây dựng cho mình một cái hình cờ đẹp rồi nên mình bẻ luôn nên lúc này thì cái trận đấu nó sẽ trở nên phức tạp hơn một chút tại vì sau cái nước cắt của đen thì đen có khả năng xây dựng một cái vùng mojo ở bên trên và để đối phó với nước cắt này thì trắng chơi một loạt cái nước cắt luôn các bạn có thể thấy sau đây đó là trắng cắt ở n ba trước đen đi ra thì lại trắng cắt tiếp để hỏi cái hình cờ của đen nó có gãy gì không trong trận thì đen bắt ở r3 và nếu trắng đi xuống thì tất nhiên đen sẽ ăn thì cũng không có gì khó khăn cho quân đen nên ở đây trắng tiếp tục chơi một cái nước cắt ở q 10 đó đen bắt trắng xuống đen dí theo và bây giờ thì trắng lại tạo thêm cho mình một cái đám quân muốn sống trong cái vùng đất của đen ở phía trên nữa trong trận thì trắng tạm thời không có phá cái vùng biên của đen mà trắng hỏi trước thì, uh, nếu mà quân đen đi ra thì tất nhiên là trắng chạy xuống Q2 thì hai con đen này sẽ chết mất Nên đen phải ăn ở Q2 Thì trắng có nước bẻ là một nước rất là mạnh Đen đỡ thì bây giờ nếu trắng chỉ chạy ra thôi Đen tiếp tục uh, bảo vệ vân quân mình Thì các bạn có thể thấy là hình trắng ở giữa này càng ngày càng nguy khó Nên trắng quay lại uh, Xử lý cái tình hình của phía trên với cái nước bắt Và sau đó là bẻ ra Lúc này thì cái mục tiêu của trắng là ba quân đen ở đây Và đồng thời là hai quân đen ở phía dưới nữa nếu quân đen chỉ chạy ra thôi thì kế hoạch của trắng có thể là bẻ ra và sau khi đen đi ra trắng lớn xuống như vậy và sau đó trắng có thể nhảy ra thì cái hình cờ khá là phức tạp nên ở đây quân đen bẻ S10 quân trắng có thể chặn lại và nếu quân đen nối thì trắng có thể làm gì để ăn hai quân đen này các bạn tìm thử xem ừ. đáp án đó là đi O12 nếu đen nối thì thắng bao vây tiếp thì tới đây thì trận đấu nó kết thúc luôn vì vậy khi trắng nó bẻ xuống ở vị trí một này thì đen tất nhiên phải đi ngang ra rồi và nếu quân trắng nó điểm nó siết khí thì trắng sẽ bị chết trước nên ở đây cái tình hình cũng khá là phức tạp nên trong trận trắng chơi phương án an toàn hơn đó là bắt thôi nếu đen chỉ nối thì trắng sẽ bắt tiếp và trận đấu cũng sẽ kết thúc luôn sau cái tình huống ở đây nên đen đi ra ở hình ngu là ở ô 11 là nước phù hợp trắng mới đi tiếp áp lực và ăn để tạo hình mắt tuy nhiên cái đám này chưa hoàn toàn sống nha trong trận thì đen mới quay ngược lại bảo vệ cái vị trí khá là quan trọng S8 này bây giờ thì trắng không có thời gian để tạo sống cái đám trắng này và cái đám ở giữa này nó quan trọng hơn nên trắng cắt để Sabaki sau khi đen đi lên trắng đi lên đen bắt trắng đi ra thì sau khi đen bắt như vậy trắng hoàn toàn có thể bắt hướng này và sau đó là ăn thì trắng sống đám dữ này là cũng được rồi nhưng có một cách chơi chủ động hơn đó là trắng nhảy ra để bao vây ba quân đen ở đây đen tất nhiên là phải cứu bốn con đen này rồi bằng cách đi ra thì trắng mới bẻ nếu đen tiếp tục đi ra như vậy thì trắng có thể chiến đấu tiếp ở phía trên bằng cái nước gây khó chịu cho con đen ở đây nên đến đây thì đen quyết định là sẽ không chạy ba con đen này ra mà đen sẽ gây sự ở phía trên rồi và thu quan mọi người lưu ý là cái đám trắng này nó chưa biết là sống chết ra sao nha trắng nó vẫn có cơ hội tạo sống trong trận này trắng chưa có vội vàng tạo sống mà trắng chỉ chơi thu quan cái phía bên trái thôi đèn hỏi trắng nối và trắng tấn công ngược lại đám đen áp lực cái quân d 11 này đen nhảy ra để bảo vệ Aji ở đây đến thời điểm này thì cái hy vọng cuối cùng quân đen đó là sống cái đám bên trái và đồng thời giết được đám trắng bên phải thì tất nhiên là quân đen nó sẽ phải ưu tiên bên trái trước. Ừ nhưng bây giờ trắng điểm vào thì hình đen khá là khó tạo mắt đen chưa biết phải làm gì để bảo vệ quân mình nên đen bẻ ở hai để hỏi thì trắng đỡ d2 quân nước bình thường đang có thể bẻ và tạo cướp như vậy à, hình cờ trắng ở đây có vẻ là yếu nhưng mà không thực sự là dễ mà tấn công trong trận thì trắng muốn chơi an toàn luôn nên trắng bẻ ở b 7 à, hoàn toàn là giết đám đen này thì đen mới uh, trao đổi ở đây một chút sau đó tiến vô góc trắng nối đen bắt trắng ăn rồi và trắng quay lại trắng chốt hạ với điểm g 10 này thì toàn bộ đám đen ở bên trái đã bị giết Ờ, trao đổi lại thì quân đen nó có cái góc nhưng mà không có quá lớn sau đây đi lên thì mình nghĩ cái nước trắng của ly Chang hồ D5 này khá là nhỏ một cái nước quan trọng hơn thì tất nhiên là phải bảo vệ cái vùng bên phải này mình không hiểu tại sao ly trang hồ lại đi D5 này có vẻ như trắng muốn lấy thêm cái vùng trung tâm đen tiếp tục đi thu quang thêm vài nước nữa ừ. nhưng đến đây thì quân trắng tung ra cái đoạn quyết định đó là nước nhảy vào S15 nếu quân đen uh, chia cắt trắng như vậy thì trắng có thể đi r 18 để mà đe dọa tấn công hai quân đen này và sống với góc nên trong trận thì đen mới chặn lại chia cắt nhưng sau khi trắng cắt thì đen đầu hàng luôn tại vì đen biết được là nếu mà quân đen cắt ở ngoài như vậy sau đó ăn thì trắng hoàn toàn tạo sống thành công còn nếu đen bắt ở dưới thì sau khi trắng nối uh, trắng có thể cứu cái đám bên trái hoặc là góc thì đen cũng chịu thua thôi rồi và như vậy thì đến đây trận đấu kết thúc qua cái trận đấu này thì các bạn có thể thấy là Lee Chang Ho không phải chỉ là một kỳ thủ chơi cờ chắc chắn và đợi tới thời điểm thu hoàng thì thu hoàng hơn người ta là thắng mà khi chơi cờ vây đòi hỏi nhiều kỹ thuật khác chẳng hạn như Sabaki sống sao cho nó đẹp trong cái vùng đất mà ảnh hưởng bởi đối thủ cũng như là những cái cuộc chiến phức tạp mà cần đọc cờ khá là chuẩn giống như là cái chiến ở phía trên bên trái rồi vậy thôi hả ai mọi người.